Thưa quý vị, rạch xuyên tâm, tuyến rạch bị lấn chiếm và ô nhiễm nhất thành phố Hồ Chí Minh từ gần 20 năm qua vẫn trong tình trạng chờ đợi được cải tạo, bởi nhiều lần dự án cải tạo được đưa ra nhưng vẫn không thể triển khai. Mới đây nhất thì thành phố lại đề xuất dự án cải tạo tuyến rạch này với tổng kinh phí là hơn 9.300 tỷ đồng. Người dân lại một lần nữa thắp lên hy vọng về một cuộc đổi đời cho rạch xuyên tâm. Một dòng nước đen ngòm, đặc quánh, với rác thải lềnh bềnh, bốc mùi hôi tanh là hình ảnh của một nhánh rạch xuyên tâm, đoạn chảy qua quận Bình Thạnh, ô nhiễm, dòng chảy bị thu hẹp bởi nạn lấn chiếm, san lấp trái phép cũng là thực trạng chung của toàn tuyến rạch xuyên tâm dài 6,2 km, chảy qua địa bàn hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp. 10 năm trở về sau là dơ lắm, tự vì dân ta ở đông quá, rồi ta xả rác cũng nhiều quá, thành ra nhà nó dơ. Nó dơ rồi nó hôi rồi nó thối nữa. Dự án cải tạo rạch xuyên tâm từng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào năm 2002 với kinh phí 123 tỷ đồng. Thế nhưng dự án đã không thể triển khai. Đến năm 2019, dự án được triển khai với tổng vốn tăng lên 8.600 tỷ đồng nhưng dự án vẫn nằm im. Và tháng 3 năm 2021, dự án được trình để Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt với nguồn kinh phí lên tới 9.352 tỷ đồng. Đội vốn chủ yếu là chi phí đền bù giải tỏa, gần 5.000 tỷ đồng. Ban Hạ tầng đô thị cùng với quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp cũng đã khảo sát và lấy áp dụng những cái chính sách mới, những cái đơn giá mới để coi như làm sao mà chúng ta cái hài hòa giữa lợi ích của người dân bị phải giải tỏa. Sống trong cảnh dơ bẩn, nhếch nhác, ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống sinh hoạt. Phần lớn người dân trong khu vực rạch xuyên tâm đều mong muốn con rạch được cải tạo, xử lý tình trạng ô nhiễm. Thế nhưng, bao lần người dân hy vọng để rồi lại thất vọng, còn con rạch lại tiếp tục bị bức tử. Với việc dự án tái khởi động trong năm 2021 này, người dân lại một lần nữa thắp lên hy vọng. Trời ơi, cách đây mười mấy năm cứ giải tỏa hoài. Mà không giải tỏa, mà bây giờ còn 10 thước, cắt lên 10 thước ở 5 thước, cắt 5 thước cho nó ổn định, làm cho nó phải đẹp thành phố. Cải tạo kênh rạch là một trong những chương trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tuyến kênh rạch tại thành phố đã hồi sinh ngoạn mục như kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hủ là tiền đề để hy vọng về một cuộc đổi đời cho rạch xuyên tâm.